Chúng ta tiếp tục cái phần thứ hai trong cái loạt bài giảng bí quyết để giải bài toán tỉnh cực trị. Để tóm tắt bí quyết như thế này, chúng ta có hai cái hàm cơ bản trong việc tìm cực trị, đấy là hàm bậc ba có dạng y bằng a x ba cộng b x bình cộng c x cộng d với a khác không. Bằng cách lấy y chia cho y phẩy cũng bằng f x chia cho f phẩy x thì được phần nguyên là g x và phần dư là h x chia cho f phẩy x. Khi đó em được f x bằng f phẩy x nhân g x cộng với h x. Nếu hàm là cực trị tại x0 thì khi đó f tại x0 sẽ bằng f phẩy tại x0 và f phẩy tại x0 bằng 0 nên f tại x0 cũng bằng h tại x0. Ý nghĩa của nó là từ đây là dễ dàng tìm được tung độ được cực trị. Ý nghĩa thứ hai là hx là một cái đa thức bậc 0 hoặc đa thức bậc nhất. Đối với hàm bậc 3 có hai điểm cực trị thì hx chính là cái phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Có nghĩa là y bằng hx chính là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm bậc 3. Có nghĩa muốn tìm đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm bậc 3, em chỉ cần lấy f x chia cho f phẩy x được phần dư là hx thì khi đó y bằng hx chính là hàm số của đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Thứ hai, đối với hàm nhân thức thì hàm nhân thức có dạng fx bằng thu x chia kế. Nếu vậy f phẩy bằng u phẩy nhân v trừ v phẩy nhân thu x chia cho v bình phẩy. Nếu hàm đạt cực trị tại x0 thì suy ra f phẩy tại x0 phải bằng 0. Có nghĩa là u tại x0 chia cho v tại x0 cũng bằng u phẩy tại x0 chia v phẩy tại x0. Mà u x0 trên v x0 thì bằng f tại x0. Như vậy muốn tính tung độ của điểm cực trị thì ta lấy đạo hàm của tử chia cho đạo hàm của hậu, tức là f tại x0 thì cũng bằng u phẩy tại x0 chia cho v phẩy tại x0. Ý nghĩa của nó là từ công thức này ta dễ dàng tính ra tung độ điểm cực trị. Còn nếu không, tức là tính theo một cách thông thường, em cần phải giải phương trình f x bằng 0, từ đó suy ra các nghiệm x1, x2, rồi lấy các nghiệm đó thay vào phương trình f x này. Thì việc tính như vậy nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với tính theo công thức này. Bây giờ ta đi vào một số ví dụ để giúp em hiểu bài một cách rõ ràng hơn. Ví dụ 1, cho hàm fx bằng x bình cộng với 2m7 cộng 2 chia cho x cộng 1. Được bài yêu cầu tìm m để hàm có cực đại và cực tiểu.
và khoảng cách từ hai điểm đó đến đường tẩm x cộng y cộng 1 bằng 0 thì bằng nhau. Bao giờ ta cũng phải tìm tập xác định. Ở đây tập xác định D bằng tất cả các giá trị R mà loại đi 1. Muốn cho khoảng cách từ hai cái điểm cực trị cho đến đường thẳng này bằng nhau thì đầu tiên là hai điểm cực trị đó phải tồn tại, tức là ta phải tìm M sao cho hàm F có đạt và cực điểm. Muốn vậy ta phải tìm F. Đây là công đoạn phụ cần tính về nhá. Ở đây thầy đã tính về nhá và kết quả là bằng x sin mình cộng 2x cộng 2m trừ 2 chia cho x cộng 1 tất cả mình. Để các biết có cực trị ấy, thì có nghĩa là f phải phải đổi dấu, mà các em biết dấu của f phải x hoàn toàn phụ thuộc vào dấu của tử vì mẫu của tử đã luôn dương với mọi x được xác định, trong khi đó tử số lại là một cái parabol có hệ số a lớn hơn không, nên parabol này hoàn toàn nằm trên trục quay hoặc có thể tiếp xúc với trục quay tại hai điểm, hoặc xin lỗi tiếp xúc với trục quay tại một điểm hoặc tắt trục quay tại hai phương diện. Hai trường hợp đầu y phải hoàn toàn không đổi dấu, trường hợp thứ hai y phải đổi dấu, có nghĩa để cho y phải đổi dấu thì cái phương trình x sin bình cộng 2x cộng 2m trừ 2 bằng 0 phải có hai nghiệm phân biệt. Mà phương trình xin lỗi là nó có hai nghiệm phân biệt nhưng đồng thời ấy, hai nghiệm đó phải khác trừ 1 vì trừ 1 không thuộc tập xác định. Nó có hai nghiệm phân biệt khi delta phẩy bằng 1 trừ đi 2m cộng 2 lớn hơn 0 và nghiệm đó không được bằng trừ 1, nghĩa là thay trừ 1 ở đây thì không thỏa mãn, ta được 1 trừ 2 cộng 2m trừ 2 phải khác hơn 2 tương đương với m phải nhỏ hơn 3/2 và ở phía dưới là m phải khác 2. Vậy từ đây suy ra m nhỏ hơn 3/2 thì hàm f sẽ có cực đại và cực điểm. Bây giờ tôi xét đến cái điều kiện là khoảng cách từ hai điểm cực trị đến đường thẳng này phải bằng nhau. Vấn đề là ta cần phải xác định tọa độ của hai điểm cực trị. Với x1, x2 là nghiệm của phương trình này thì đó chính là các ảnh độ. Vậy tính tung độ y1 và y2 như thế nào? Nếu tính một cách thông thường, lấy nghiệm của phương trình này rồi thay vào đây thì các em gần như là không thể tính toán nổi do nó quá dài. Vậy ta gọi fx bằng ux chia vx. Với u đúng bằng x bình cộng 2 và x cộng 2 và v bằng x cộng 1. Khi đó f phẩy x sẽ bằng u phẩy x nhân v x trừ v phẩy x nhân u x và tất cả em chia cho v phẩy x. Ta dễ dàng chứng minh được tại điểm cực trị x1 x2 thì vì f phẩy là x1 bằng 0 nên ta có u phẩy là x1 nhân v là x1 trừ v phẩy là x1 nhân u x1 bằng 0 hay u x1
trên V x 1 cũng bằng U phẩy tại x 1 trên V phẩy tại x 1 và nó cũng bằng F tại x 1. Vậy từ đây suy ra F tại x 1 bằng Y 1 và bằng U phẩy tại x 1 là bằng 2 x 1 cộng với 2 m chia cho V phẩy tại x 1 x cộng 1 tất cả phẩy thì bằng 1. Hoàn toàn tương tự, em suy ra F tại x 2 cũng bằng Y 2 thêm vào U phẩy tại x 2 chia V phẩy tại x 2 tức là bằng 2 x 2 cộng với 2 m chia cho 1. Vậy là ta có hai điểm điều trị. A có tổng x 1 thì B, xin lỗi, thì tung độ của nó là 2 x 1 cộng 2 m và B có hoành độ là x 2 thì tung độ là 2 x 2 cộng với 2 m. Khoảng cách từ A và B đến hai cái đường thẳng kia bằng nhau. Xin lỗi, đến cái đường thẳng x cộng y cộng 1 bằng nhau. D từ A cho đến đường thẳng, ta tạo qua đường thẳng này là delta. Thì khi đó D từ A đến delta bằng D từ B đến delta sẽ tương đương với, ta thay vào công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng sẽ là chi tuyệt đối của x 1 cộng với 2 x 1 cộng 2 m cộng 1 chia cho căn bậc 2 cộng 2 thì bằng chi tuyệt đối của x 2 cộng 2 x 2 cộng 2 m cộng 1 chia cho căn 2. Như vậy ta loại đi được mẫu hai tử này bằng nhau. Chi tuyệt đối của 3 x 1 cộng 2 m cộng 1 phải bằng chi tuyệt đối của 3 x 2 cộng 2 m. Có hai kịch bản xảy ra. Thứ nhất là 3 x 1 phải bằng 3 x 2. Thứ hai là 3 x 1 cộng với 2 m cộng 1 bằng trừ 3 x 2 trừ 2 m trừ 1. Cái trường hợp này dẫn đến x 1 và x 2 ta loại vì phương trình f phẩy x bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x 1 x 2 thì x 1 không thể bằng x 2 được. Ta xét đến cái trường hợp 3 x 1 cộng 2 m cộng 1 bằng trừ 3 x 2 trừ 2 m trừ 1. Khi đó ta có ba x 1 cộng x 2 cộng 4 m cộng 2 bằng 0. Hay 3 nhân với x 1 x 2 là hai nghiệm của phương trình f phẩy x bằng 0. Phần đó thì đã xóa đi. Chính là nghiệm của cái phương trình x xì bình cộng với 2 x cộng với 2 m trừ 2 bằng 0. X1 cộng x2 bằng trừ b trên a tức là trừ 2 cộng với 4 nhân là cộng 2 bằng 0. Vậy từ đây em suy ra được f m bằng 1. Mà điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt tức là có đại hoặc tiểu là f m phải nhỏ hơn 3/2. Vậy f m bằng 1 thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 3/2 nên tôi chọn đáp án m bằng 1 thỏa mãn yêu cầu của bạn. Ta sang cái ví dụ số 2.
thì m là hàm số fx bằng x bình cộng v2 nhân m cộng 1 nhân x cộng m bình cộng 4m tất cả chia cho x cộng 2 có hai điểm cực trị và chúng hợp với góc tọa lập O tạo thành tam giác vuông tại O. Việc đầu tiên là tập xác định ở đây D bằng R trừ đi âm 2 thì tại âm 2 mẫu này bằng 0. Muốn cho hai điểm cực trị đã thỏa mãn cái tính chất gì, việc trước hết phải tồn tại hai điểm cực trị trước đã. Có nghĩa phần thứ nhất ta cần phải tìm m sao cho fx có hai điểm cực trị. Vậy ta cần phải tính f phải công đoạn này em tính này nhé, ta được kết quả bằng x bình cộng với 2x mà xin lỗi là x bình cộng với 2 nhân với m cộng 1 xin lỗi là cộng với 2x trừ m 2 cộng 4 chia cho x cộng 2 tất cả bình. Để lưu ý lại là cái công đoạn tính đạo hàm này các bạn còn có thể tính lại nhé, rồi đưa kết quả vào bài tập. Thứ nhất, để hàm là cực trị thì f phải x phải được dấu trên tập xác định D. Mà các biết là dấu của fx thì phụ thuộc vào tử và mẫu đã luôn dương với mẫu x đây. Tử là một cái parabol có hệ số a bằng 1 lớn hơn 0, nó hoàn toàn nằm trên trục hoành, tiếp xúc với trục hoành tại một điểm hoặc các trục hoành tại hai điểm phân biệt. Hai trường hợp đầu y phải luôn lớn hơn 0 hoặc lớn hơn bằng 0. Trường hợp thứ hai y phải chuyển từ dương sang âm rồi từ âm sang dương, có nghĩa là đủ dấu. Vậy để hàm có cực đại và cực tiểu thì f phải đủ dấu trên D tương đương với cái phương trình x bình cộng 2 x trừ đi m bình cộng 4 bằng 0 phải có hai cái phương điểm mà khác trừ 3. Điều kiện để nó có hai cái phân biệt là delta phải bằng 1 trừ đi AC tức là cộng với m bình trừ 1 phải lớn hơn 0. Để nghiệm đó khác trừ 2, nghĩa là thay trừ 2 vào đây nó thỏa mãn khác 0, tức là ta có 4 trừ 1 trừ m bình cộng 4 phải khác 0. Hay suy ra m bình phải lớn hơn 3, tức là m nhỏ hơn trừ 3 trừ căn 3 cộng với m lớn hơn căn 3. Thứ hai là m bình phải khác 4, tức là m khác cộng trừ 2. Bây giờ ta phải khảo sát với cái điều kiện sao cho hai cái điểm cực trị đó hợp với O tạo thành tam giác vuông tại O. Như vậy ta cần phải xác định gọn độ của hai điểm cực trị. Ta gọi đó là điểm A và điểm
B thì IA và IB tính như thế nào? Ta bằng f(x) bằng ux trên v thì dẫn đến f(x) bằng u(x) nhân vx trừ v(x) nhân ux chia cho v bình quân. Tại điểm cụ chi ấy thì f phải tại x không sẽ bằng không, có nghĩa là u phải tại x không nhân v x không trừ v phải tại x không nhân u x không bằng không, hay f tại x không bằng u x không trên v x không và cũng đúng bằng u phải tại x không chia v phải tại x không. Vậy nếu ta gọi hai cái mảnh độ của đường cực trị tương ứng là x1, x2 giả sử hàm đạt cực nam và cực tiểu tại x1, x2 thì khi đó f(x1) bằng y cực nam và bằng u phải tại x1 chia v phải tại x1. U phải tại x1 sẽ là ta đạo hàm cái này lên thì sẽ được 2x1 cộng với 2 nhân với m chia cho v phẩy x1 x cộng 2 tức là phẩy m1. Tiếp tục ta cũng có f tại x2 thì bằng y cực tiểu và bằng u phẩy x2 chia cho v phẩy x2, cái này đảo hàm ta được 2 x2 cộng với 2 nhân m1 chia cho 1. Như vậy đến đây ta được là hai điểm cực trị A tọa độ x1, tung độ là 2x1 cộng với 2m cộng 2 và B là x2, 2x2 cộng 2m cộng 2. Do vậy các tọa độ A cũng bằng x1, 2x1 cộng 2m cộng 2 và vector UB cũng có tọa độ là bằng x2, 2x2 cộng với 2m cộng 2. Tam giác OAB vuông tại A, xin lỗi vuông tại O. Có nghĩa là OA vuông góc với OB hay vector OA nhân với vector OB phải bằng không, tương đương với x1 nhân x2 cộng với tích của tung độ là 2x1 cộng 2m cộng 2 nhân với 2x2 cộng 2m cộng 2 phải bằng không. Thực hiện nhân đa thức với đa thức, sau đó rút gọn và ứng dụng cái định lý VF thì em sẽ được kết quả là bằng tương đương với m bằng cộng trừ 4. Cần cần nhớ là x1, x2 chính là nghĩa của cái phương trình f phải x bằng 0, tức nó là nghĩa của cái phương trình x bình cộng 2x
trừ đi 5m bình cộng 4. Thì chỗ nào có x1 có x2 thêm bằng trừ b trên a tức là bằng trừ 2. X1 thêm x2 thêm bằng c trên a tức là trừ m bình cộng 4 trừ 1. Các em nhớ lại cái phần mà thầy đã xóa là điều kiện để cho hàm hợp đại và cực tiểu là m phải nhỏ hơn trừ căn 3 ở với m lớn hơn căn 3 và m khác cộng trừ 2. Vậy thì m bằng cộng trừ 4 thỏa mãn. Và ta kết luận vậy m bằng cộng trừ 4 thỏa mãn yêu cầu đầu bài. Như vậy quan sát các em thấy cái khó của bài này chính là tìm y cực đại và y cực tiểu. Và bằng cách là fx bằng ux trên vx thì ta sẽ được f phẩy x bằng u phẩy x nhân vx trừ v phẩy x nhân ux trên v phẩy. Nếu hàm là trị tại giá trị x0 thì f phẩy tại x0 phải bằng 0. Và từ đó là dễ dàng có được là fx0 bằng ux0 trên vx0 và cũng bằng u phẩy tại x0 trên v phẩy tại x0. Vậy nếu khoảnh đầu hai điểm của chị là x1 và x2 thì f là x1 sẽ bằng y cực đại và bằng u phẩy x1 chia v phẩy x1. Nếu cái này là hàm, em sẽ được bằng 2 x1 cộng 2 nhân bằng cộng 2 và tương tự như vậy đối với y cực tiểu. Rõ ràng việc tính y cực đại và y cực tiểu bằng cái kỹ thuật này nhanh gọn hơn rất nhiều so với việc giải cái phương trình f phẩy x bằng 0 tìm ra x1 x2 để thay x1 x2 vào cái phương trình này để tìm ra y1 y2. Đấy chính là một trong những bí quyết để giải bài toán cực trị của hàm phân tích. Hai ví dụ này thì các nhận thấy là trong lúc trình bày lời giải thì ví dụ nào thầy cũng trình bày lại cái công đoạn này, nó có hai ý nghĩa. Một là giúp cho các em nắm được lý thuyết của các thứ chắc chắn hơn. Thứ hai đó là thực tế là cái kỹ thuật này không có trong sách giáo khoa và do vậy khi áp dụng vào các cái bài thi thì các em cần phải trình bày một cách ít nhất cũng phải là tóm tắt chứ không được vận dụng một cách hệ thống.